rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình. Đôi khi chúng cũng phải chọn lựa hoặc bố hoặc mẹ. Chúng phải chấp nhận những điều chúng không muốn. Dạ, ngại quá à. Cháu hiểu, nhưng đây là gia đình của cháu. Cá ơi, cá ơi, cá ơi. Này cái lão chiến của ta tính sao luôn hả? Bây giờ cứ lại xe làm như thế. Ừ, đang chiếu cái phim này nè, ai cũng coi hết sảy luôn. Mấy tay bên kia có coi chưa nè? Anh xin nhớ cháu đã được thấy mọi chuyện. Cháu phải đi khỏi đây khi con tàu ngôi sao đến. Cháu đã biết bọn Unzot sẽ làm gì với trái đất nếu cháu không đi. Những người này là ai? Mọi người hãy nói cho tôi biết đây là bọn Unzot. Bọn chúng sẽ làm gì? Ra ngoài để chặn chúng lại. Căn nhà này có thể bị đổ để cản đường chúng. Đeo kính vào đi nào. Chúng rất sợ nước đấy.